Xin chào các bạn, chào mừng các bạn cùng trở lại với F8. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biến cục bộ và biến toàn cục. Đầu tiên là về biến cục bộ. Thì trong một chương trình sẽ có các phạm vi, nó được gọi là các scope. Mỗi phạm vi được tạo ra thì sẽ được thể hiện bằng dấu đóng màu hoặc nhọn. Các bạn có thể theo dõi cái ví dụ này của mình. Thì ở đây mình có một cái hàm main này. Đó, các bạn để ý cái chỗ cái dấu mở ngoặc này và dấu đóng ngoặc này. Hai cái dấu này nó sẽ tạo ra một cái phạm vi, mình tạm gọi nó là phạm vi hàm main nhé. Thì ở trong hàm main nó lại có hai phạm vi nữa là phạm vi 1 và phạm vi 2 này, cũng được tạo ra bởi một cái dấu mở và dấu đóng ngoặc. Ở trong phạm vi 1 thì cũng có một phạm vi được tạo ra nhé. Và biến được khai báo ở phạm vi nào thì sẽ chỉ được sử dụng ở trong phạm vi đó. Đó được gọi là các biến cục bộ. Thì ở trong đây, ở trong hàm main nó sẽ có một cái biến main var này, và mình có thể sử dụng cái biến main var này ở trong hàm main. Ở trong phạm vi 1 thì sẽ có một cái biến là scope var 1. Và trong đây mình sẽ sử dụng được scope var 1 nhé. Và mình cũng có thể sử dụng scope var 1 ở cái phạm vi bên trong của phạm vi 1 này. Thì nó vẫn tuân thủ cái quy luật là biến được tạo ra ở phạm vi nào thì sẽ được sử dụng ở bên trong phạm vi đấy nhé. Tại vì là cái phạm vi này này, nó được tạo ra ở bên trong phạm vi 1, cho nên là phạm vi của nó cũng nằm bên trong phạm vi 1 đúng không? Cho nên là cái việc chúng ta sử dụng scope var 1 ở đây là điều hoàn toàn bình thường. Sang phạm vi 2 thì ở đây mình có một cái biến là scope var 2. Thì sử dụng scope var 2 ở đây thì là vẫn đúng đúng không? Nhưng mà chúng ta sử dụng scope var 1 đây thì chương trình sẽ báo lỗi là scope var 1 nó không được định nghĩa ở trong cái scope này. Mình sẽ chạy thử cái code này nhé. Đây, khi mà mình nhấn nút biên dịch này thì chương trình nó sẽ báo lỗi là scope var 1 nó không được define ở trong cái scope này. Thì có một cách để hết bị lỗi là mình sẽ, một là mình không sử dụng cái biến này nữa, hoặc là mình sẽ tạo ra cái biến này thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ phải tạo ra cái biến này ở bên trong phạm vi 2. Mình sẽ gán nó bằng 4 nhé. Rồi, chạy chương trình này. Đấy, thì khi mà chạy chương trình thì các bạn có thể thấy là nó sẽ in ra cái số 4 chứ không phải là số 1 như ở đây đúng không? Thế thì là do ở đây là hai phạm vi khác nhau đúng không? Cho nên là hai cái biến scope var 1 này này nó là cũng là hai biến khác nhau các bạn nhé. Đó. Cho nên là khi mà chúng ta in cái scope var 1 ở trong cái phạm vi 2 này thì nó sẽ lấy cái biến có giá trị bằng 4 chứ không phải là giá trị bằng 1 nhé. Tiếp theo là khi có một cái biến ở phạm vi bên trong mà trùng tên với một biến ở phạm vi bên ngoài thì chương trình nó sẽ ưu tiên lấy cái giá trị của biến ở phạm vi gần nhất tính từ trong ra ngoài nhé. Đây, ở đây mình có một cái ví dụ này. Đó, các bạn có thể thấy là ở trong hàm main là mình có một cái biến là main var đúng không? Bên trong đấy mình lại có một cái phạm vi nhỏ nhỏ này. Và trong đây mình cũng định nghĩa một cái biến là main var. Thì cái này nó không bị lỗi nhé, nó vẫn chạy bình thường. Thì ở cái dòng số 9 này này, khi mà chúng ta in cái main var thì nó sẽ lấy cái main var ở bên trong đây. Tại vì cái biến này là cái biến ở cái phạm vi gần nhất đúng không? Ra bên ngoài dòng thứ 12 thì nó sẽ lấy cái giá trị là 0 này này. Đó. Tại vì nó nằm ngoài cái phạm vi này mất rồi. Cho nên nó sẽ lấy cái main var ở tại cái phạm vi hàm main này. Được chưa? Tiếp theo thì sẽ đến biến ở phạm vi toàn cục. Một biến được khai báo ở bên ngoài chương trình thì sẽ được gọi là biến toàn cục, và chúng có thể sử dụng được ở bất cứ nơi nào trong chương trình. Ở đây thì mình có một cái ví dụ như này nhé, là mình đặt một cái biến global var. Đấy, global mang ý nghĩa là toàn cục đấy. Các bạn có thể đặt bất cứ một cái tên nào nhé. Ở đây là mình đặt cái tên sao cho nó có sát nghĩa thôi. Đấy, global variable đấy, là một cái biến toàn cục. Thì cái biến này mình có thể sử dụng ở bất cứ một phạm vi nào. Ví dụ như sử dụng ở phạm vi hàm main này, hay là phạm vi bên trong, phạm vi 1 này, phạm vi 2 này. Đó, thì nó vẫn chạy bình thường, được chưa? Đây, mình sẽ chạy thử nhé. Đấy, cho dù ở main scope hay scope 1, scope 2 nó đều in ra được cái global var nhé, đều giá trị bằng 1, được chưa? Thế thì ví dụ ở đây mình có định nghĩa ra một cái global var đúng không? Bằng 3 đi. Đó. Thì bây giờ khi mà chạy chương trình này thì nó sẽ in ra là 3. Đó. Lý do là bởi vì
nó vẫn tuân theo cái quy luật như mình vừa đề cập ở trên nhé, là nếu như mà ở phạm vi biến ở phạm vi bên trong mà trùng tên với phạm vi bên ngoài ấy, thì nó sẽ ưu tiên lấy cái biến ở phạm vi gần nhất nhé, là bên trong ấy. Đó. Thì ở phạm vi global thì nó là cái phạm vi bao trùm toàn bộ chương trình. Đó thì phạm vi hàm main nó sẽ là phạm vi bên trong đúng không? Khi ở trong hàm main mà định nghĩa cái global var này thì khi mà nó sử dụng ở trong phạm vi 1 hay phạm vi 2 hay là chính trong cái hàm main ấy, nó mà sử dụng global var thì nó sẽ lấy cái global var ở dòng 7 này nhá. Thế thì làm sao để chúng ta có thể vẫn có cái global var ở đây đó, mà chúng ta lại vẫn có thể lấy được cái giá trị 1 này bên ngoài đúng không? Thì lúc này nhá, ví dụ ở trong phạm vi 1 đúng không? Mình muốn truy xuất đến cái thằng global var ở bên bên ngoài đúng không? Đấy. Mình sẽ thêm cái hai cái dấu hai chấm ở đây. Đó. Khi mà có hai dấu hai chấm này thì chương trình nó sẽ được hiểu là lấy cái global var ở bên ngoài. Được chưa? Ở cái phạm vi global. Đấy, thử chạy nhá. Đó, ở main scope thì sẽ là 3 này, scope 1 là 1 này, scope 2 là 3 này. Đó. Rồi, vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn cơ bản về phạm vi của biến là biến toàn cục và biến cục bộ các bạn nhé. Video này đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.